Hello mọi người, bữa nay mình Úc Bích sẽ giới thiệu cho mọi người một loạt các cái mẫu lồng chào màu trơn tre có gỗ cẩm, gỗ mun thái, sinh, vuông. Thì thái thì có thái đấu, thái cao, sinh thì có sinh đấu, sinh cao, vuông thì có vuông cao, vuông đấu ha. Nói chung là đủ mẫu, một số mẫu lồng chào màu. Mấy mẫu này thì mình giới thiệu là mẫu trơn thôi nha mọi người. Còn một loạt các mẫu chạm nữa thì mình sẽ gửi clip sau. Thì đây là đều là những cây lồng hàng kỹ, hàng đẹp nha mọi người, hàng cao cấp ha. Giá thì từ 3 triệu trở lên ha, tùy mẫu. Đây, như cây mình đang quay cho mọi người coi, đây là cây thái nè. Đó, chi tiết đường nét rất là kỹ, đẹp. Các cái vành đây là nối liền ha, tạo độ chắc cho cái lồng ha. Đó, đây là cây thái, đây là cũng một mẫu thái nhưng mà gỗ cẩm full. Lồng thì mình cũng chưa có quét cái gì lên hết, chỉ quét dầu cái gì hết nè, đánh bóng thôi. Thì mọi người thích thì quét dầu thêm, nhưng mà gỗ thì nói chung là để vậy là xài là ok rồi. Form này form thái, gỗ cẩm, tùy mọi người thích chơi tre thì chơi, thích chơi gỗ thì chơi. Có gỗ mun, gỗ cẩm. Đây là cây thái, cây thái này thì khá đơn giản nhưng mà cũng kỹ lắm nha mọi người. Đây, mọi người nhìn những cái đường nét ở đây. Rồi. Còn đây là cũng là một mẫu thái. Đây là vuông. Vuông thì cùng một mẫu vuông, chân giống nhau, thì có loại nóc chữ H và có loại nóc hộp mới. Đây, tùy sở thích mọi người ha. Đây. Chung mẫu này thì chân cứng, dễ chơi, đơn giản, dễ sử dụng ha. Mà bền đẹp theo thời gian nữa. Rồi, đây là cây bo gốc đấu hoa văn. Cây bo gốc này là hàng hơi lạc lõng mà trong cái vàng này ha. Rồi, đây là cây sinh. Đây là phần sinh luôn. Chân khác nhau thôi, cái thùng thì như nhau ha. Đây, cây bo gốc cao. Đây là cây trơn nhưng mà độ mun sọc ha. Hàng khá là độc. Cặp này là hàng độc ha. Mẫu này thì mình cũng lên nhiều cây rồi. Độ mun với lại độ đồng ha. Độ bi đồng. Nhìn gần cho mọi người sẽ thấy. Nói chung là mấy cái này là hàng độc ha. Chơi cho những người thích sưu tầm đồ độc ha, thì chơi những cái hàng này. Rồi, một số mẫu vậy ha. Đây là một số mẫu trơn đang sẵn hàng tại lồng chim Minh Úc Bích. Nếu mọi người cần thì nhắn trực tiếp cho mình ha. Website là minhucbich.com, fanpage là lồng chim Minh Úc Bích. Còn một số mẫu chạm nữa thì mình sẽ lên clip sau. Rồi, mọi người tham khảo ha. Rồi, xin cảm ơn.